Các mốc dịch tễ liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh. Đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cụ thể diễn biến dịch tễ của các ca bệnh, bệnh nhân L, TS, S, giới tính, nam, năm sinh, 2012, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Đông Vệ 2, địa chỉ 388 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn. Yếu tố dịch tễ là con trai của F0L, TS, TS, ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố F0L, TS, TS, mẹ, anh trai, bà nội, bà ngoại, hai bác, anh họ. Hàng ngày bệnh nhân được bà đưa đi học tại lớp 4C trường tiểu học Đông Vệ 2, tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng. Ngày 8 tháng 12, khoảng 17 giờ 30 phút bệnh nhân được bố F0L, TS, TS đưa đi khám răng tại phòng khám nha khoa đại trí 499 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với ông Trịnh Ngọc Vương Minh, bác sĩ phòng khám, Đồng Thọ. Bệnh nhân NG, TS, N, giới tính, nữ, năm sinh, 2009. Học sinh lớp 7B, trường trung học cơ sở An Hoạch, địa chỉ 200 Quang Sơn, phường An Hưng. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố F0NG, D, TS, mẹ F0TA, TS, S, chị gái F0NG, TS, TA, em trai. Hàng ngày, bệnh nhân đi học tại lớp 7B, trường trung học cơ sở An Hoạch. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với cô giáo và các bạn trong lớp. Ngày 13 tháng 12, bệnh nhân có triệu chứng ho và sốt. Bệnh nhân được đưa đến trạm y tế phường An Hưng test nhanh dương tính và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Bệnh nhân NG, D, TS, giới tính, nam, năm sinh, 1975, làm nghề thợ mộc, địa chỉ 200 Quang Sơn, phường An Hưng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ là bố của F0NG, TS, N, ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ F0TA, TS, S, con gái F0NG, TS, TA, con gái F0NG, TS, N, và con trai. Hàng ngày, bệnh nhân làm việc tại xưởng gỗ Huy Hoang, 54 Bắc Sơn, An Hưng. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với ông Thành, An Hưng, ông Tuyến, Phú Sơn, ông Phạm Văn Dũng, Đông Hương. Ngày 10 tháng 12, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ. Ngày 13 tháng 12 năm 2021, BN được trạm y tế phường An Hưng test nhanh dương tính và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Bệnh nhân TA, TS, S, giới tính, nữ, năm sinh, 1977, bán hoa quả, địa chỉ 200 Quang Sơn, phường An Hưng, đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ là mẹ của F0NG, TS, N, ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng F0NG, D, TS, con gái F0NG, TS, TA, con gái F0NG, TS, N và con trai, bố đẻ, mẹ đẻ, em trai, em gái. Hàng ngày, bệnh nhân bán hàng hoa quả tại đường Cầm Bá Thước, phường Lam Sơn. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với một số người bán hàng cùng và khách hàng. Ngày 5 tháng 12, khoảng 19 giờ 30 phút, bệnh nhân đi thăm mẹ điều trị tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa. Ngày 11 tháng 12, khoảng 17 giờ BN đi chợ đầu mối Đông Hương mua rau. Ngày 12 tháng 12, khoảng 7 giờ 30 phút, bệnh nhân mang hoa quả đến nhà Thanh Hoạch 88 Quang Sơn, An Hưng. Tại đây có tiếp xúc với ông Hoạch và bà Thanh. Ngày 12 tháng 12, khoảng 20 giờ, bệnh nhân đến đám cưới tại nhà bà Lê Thị Tuyết, 173 Quang Sơn, An Hưng. Ngày 13 tháng 12, khoảng 7 giờ 30 phút, bệnh nhân mua bánh mì tại quán bà Hoàng Thị Phương, gần Ủy ban Nhân dân phường Phú Sơn. Khoảng 9 giờ, BN đi tiêm vaccine COVID-19 tại trạm y tế phường An Hưng. Bệnh nhân NG, TS, TA, giới tính, nữ, năm sinh, 2001, công nhân, công ty May App, địa chỉ 200 Quang Sơn, phường An Hưng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Verocell. Yếu tố dịch tễ là chị gái của F0NG, TS, N. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ F0TA, TS, S, bố F0NG, D, TS, em gái F0NG, TS, N, em trai. Hàng ngày, bệnh nhân làm việc tại công ty May App, phố Thịnh Hùng, phường Quảng Thịnh. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với các đồng nghiệp. Bệnh nhân T, TS, H, giới tính, nữ, năm sinh, 1981, nhân viên bán hàng. Địa chỉ 195 Quang Sơn, phường An Hưng, đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ
tiếp xúc với gia đình bà Thea, TS, S hàng xóm. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng, con gái F0H, TS, K, D học sinh lớp 7C, trường trung học cơ sở An Hoạch, F0H, M, TS, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Đông Hưng. Hàng ngày, bệnh nhân đi làm tại kho Hồng Nhung, Lô 3, khu công nghiệp Tây Bắc Ga. Tại đây tiếp xúc với các đồng nghiệp trong công ty. Ngày 12 tháng 12, khoảng 14 giờ 30 phút dự đám nạp tại nhà ông Tô Văn Quyền, 132 Tây Sơn. An Hưng sau đấy đến nạp tại nhà ông Nguyễn Văn Vấn, bà Lê Thị Hóa, đội 8 Kim Tân, xã Hoàng Tiến, Hoàng Hóa. Bệnh nhân H, TS, K, D, giới tính, nữ, năm sinh, 2009. Học sinh lớp 7C, trường trung học cơ sở An Hoạch, địa chỉ 195 Quang Sơn, phường An Hưng. Yếu tố dịch tễ là con gái của F0T, TS, H. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ F0T, TS, H. Em trai F0H, M, TS. Hàng ngày, bệnh nhân đi học tại lớp 7C, trường trung học cơ sở An Hoạch. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng. Bệnh nhân H, M, TS, giới tính, nam, năm sinh, 2011. Học sinh lớp 5A, trường tiểu học Đông Hưng, địa chỉ 195 Quang Sơn, phường An Hưng. Yếu tố dịch tễ là con trai bệnh nhân T, TS, H. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ F0T, TS, H. Chị gái F0H, TS, K, D. Hàng ngày, bệnh nhân đi học tại lớp 5A, trường tiểu học Đông Hưng. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng. Bệnh nhân L, TS, TS, giới tính, nữ, năm sinh, 1961, lao động tự do. Địa chỉ 78 Hạc Thành, phường Điện Biên, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ là mẹ của F0TA, V, S. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với con trai F0TA, V, S, cháu F0LHD, em trai F0L, V, Chi Chi. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, khoảng 11 giờ bệnh nhân đi tiêm phòng vaccine tại trạm y tế phường Điện Biên. Bệnh nhân LHD, giới tính, nam, năm sinh, 2000. Học sinh lớp C14O3, trường cao đẳng nghề Thanh Hóa, địa chỉ 78 Hạc Thành, phường Điện Biên, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Verocell. Mũi 1, ngày 5 tháng 10 năm 2021, yếu tố dịch tễ là F1 của F0TA, V, S. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bác, anh họ F0TA, V, S, cậu F0L, V, Chi Chi. Hàng ngày bệnh nhân đi học tại lớp C14O3, trường cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và bạn học cùng. Ngày 7 tháng 12, khoảng 15 giờ, bệnh nhân đi chơi cùng các bạn Đạt, Nam Ngạn, An Trường Thi, Đức, Hải, Ba Đình. Bệnh nhân L, V, Chi Chi. Giới tính, nam, năm sinh, 1973, lao động tự do. Hộ khẩu thường trú, 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Verocell. Yếu tố dịch tễ là cậu của F0TA, V, S. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với con gái, chị gái F0L, TS, TS. Hàng ngày, bệnh nhân đi uống thuốc methadone tại cơ sở điều trị methadone của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân NG, NG, D, giới tính, nam, năm sinh, 1986, bản điện thoại. Hộ khẩu thường trú, 27 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ, khách hàng của quán Komi Pub và Coffee, 99 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ F0L, TS, H, con trai, con gái. Hàng ngày bệnh nhân bán điện thoại tại 97 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhân viên bán hàng Huân, Ba Đình, Chung, Đông Cương. Ngày 8 tháng 12, khoảng 22 giờ, BN đến quán Komi Pub và Coffee 99 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ. Khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 12, bệnh nhân cùng anh Cường, Đông Vệ uống bia tại quán bia đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên. Ngày 10 tháng 12, khoảng 17 giờ 30 phút bệnh nhân ăn cơm cùng ông Thi, Trường Thi, Tuân Lam Sơn, Long, thành phố Hà Nội. Ngày 12 tháng 12, khoảng 8 giờ BN ăn bún chả tại quán bà Lê Thị Thúy, 59 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhân viên phục vụ quán bà Luyến, Đông Hương. Bệnh nhân L, TS, H, giới tính, nữ, năm sinh, 1987, bán thịt bò, quầy T94 chợ đầu mối Đông Hương. Hộ khẩu thường trú, 27 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ là vợ của F0NG, NG, D,
Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với chồng F0 NG, D, con trai, con gái. Hàng ngày bệnh nhân bán thịt bò tại quầy T94 chợ đầu mối Đông Hương. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với bà Ngọc, Đông Vệ, bà Luyến, Đông Hương và khách đến mua hàng. Bệnh nhân L, V, TS, giới tính, nữ, năm sinh, 2010. Học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở Đông Cương. Hộ khẩu thường trú, phố 3, phường Đông Cương. Yếu tố dịch tễ là con trai của F0 L, TS, H. Ngày đi cách ly tập trung ngày 10 tháng 12 năm 2021. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với ông nội, bà nội, bố. Hàng ngày bệnh nhân đi học tại lớp 6A, trường trung học cơ sở Đông Cương. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng. Ngày 3 tháng 12, khoảng 19 giờ 30 phút, bệnh nhân được gia đình tổ chức sinh nhật. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với mẹ F0 L, TS, H và một số khách mời. Bệnh nhân NG, TS, M, giới tính, nữ, năm sinh, 1973, lao động tự do. Hộ khẩu thường trú, phố 3, phường Đông Cương, đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ là khách hàng của F0 L, TS, H. Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với chồng. Ngày 2 tháng 12, khoảng 18 giờ bệnh nhân đến gội đầu tại kiosk số 6 Đại Khối, Đông Cương. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với F0 L, TS, H. Ngày 9 tháng 12, khoảng 12 giờ bệnh nhân tiêm vaccine tại trạm y tế phường Đông Cương. Bệnh nhân NG, TS, S, giới tính, nam, năm sinh, 2003. Nhân viên quán Comi Pub và Coffee 99 từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ. Hộ khẩu thường trú 18/78 Phạm Bội Châu, phường Tân Sơn. Đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ, nhân viên quán Comi Pub và Coffee 99 từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ. Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ. Hàng ngày bệnh nhân đi làm tại quán Comi Pub và Coffee 99 từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng. Ngày 7 tháng 12, khoảng 14 giờ 30 cùng bạn Khánh Phú Thứ, Phú Sơn đến uống nước tại trà chanh bụi phố 72 Hàng Thuyên, phường Ba Đình. Bệnh nhân Thia, TS, L, L, giới tính, nữ, năm sinh, 1993, lao động tự do, hộ khẩu thường trú, 127 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, nơi ở hiện nay, 33/251 Hải Thượng Lãng Ông, phường Đông Vệ, đã tiêm một mũi vaccine AstraZeneca. Yếu tố dịch tễ là F1 của F0 L, TS, A. Ngày đi cách ly tập trung ngày 13 tháng 12 năm 2021, ngày 9 tháng 12, khoảng 17 giờ 30 phút ăn cơm cùng F0 L, TS, A. Ông Nam, ông Hùng tại phòng trọ 33/251 Hải Thượng Lãng Ông, phường Đông Vệ. Tối ngày 9 tháng 12, bệnh nhân đi cùng F0 L, TS, A. Và hai người đến quán Comi Pub và Coffee 99 từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ. Ngày 10 tháng 12, khoảng 14 giờ 30 phút, bệnh nhân đến quán karaoke Smen 29/98 Lê Huy Toán, Quảng Thắng, dự sinh nhật F0 L, TS, A. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với F0 L, TS, A. Và Nam, Nguyễn Hữu Cảnh, Quảng Thịnh, Hùng, Thành Yên, Quảng Thành, Thanh, Ngô Thuyền, Quảng Thắng, Thủy, Vệ Yên, Quảng Thắng, Thời, Vệ Yên, Quảng Thắng. Nhân viên phục vụ Tuấn Anh, Nguyễn Phục, Quảng Thắng. Ngày 12 tháng 12, khoảng 8 giờ, bệnh nhân đi ăn sáng cùng F0 L, TS, A. Tại quán bún ốc đường Hải Thượng Lãng Ông qua cây xăng ngày 27 tháng 2. Sau đó, BN đi uống cà phê tại quán gần trường chính trị tỉnh cùng với F0 L, TS, A. Và hai người ở cầu Voi, Quảng Thịnh. Khoảng 13 giờ 30 phút, bệnh nhân đi câu cá tại thôn Phú Bình, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn cùng với F0 L, TS, A và ba người. Bệnh nhân L, TS, L, giới tính, nữ, năm sinh, 1997. Nhân viên quán Dương 8, địa chỉ 76 Phù Lưu, phường Quảng Thắng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Pfizer. Yếu tố dịch tễ, phát hiện qua sàng lọc y tế. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bà nội, bố, anh trai. Hàng ngày bệnh nhân đi làm tại quán Dương 8, 8 Cao Thắng, phường Điện Biên. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng. Ngày 6 tháng 12, khoảng 14 giờ đi tiêm vaccine tại hội trường công sở phường Quảng Thắng. Khoảng 17 giờ đến ăn cơm tại nhà bạn Vân, P101, nhà 13 chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ. Ngày 13 tháng 12, khoảng 15 giờ, bệnh nhân cùng hai em uống nước tại cà phê Hào, Milligram 1 Vincom, Thanh Hóa. Bệnh nhân C, TS, TS, giới tính, nữ, năm sinh, 2000. Nhân viên, thẩm mỹ viện Bắc Mỹ 270 Trường Thi, phường Trường Thi. Hộ khẩu thường trú, thôn Quý Sơn, xã Cẩm Quý,
huyện Cẩm Thủy, nơi ở hiện nay 86 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Pfizer. Yếu tố dịch tễ, khách hàng quán Comi Pub và Coffee 99 từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ. Hàng ngày bệnh nhân đi làm tại Thẩm mỹ viện Bắc Mỹ, 270 Trường Thi, phường Trường Thi. Trong quá trình làm việc có tiếp xúc với các đồng nghiệp và các khách hàng. Khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 12, bệnh nhân đi cùng bạn Mai, chung cư C5, Đông Vệ đến quán Comi Pub và Coffee 99 từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ. Từ 16 giờ ngày 7 tháng 12 đến 14 giờ ngày 10 tháng 12, bệnh nhân về quê tại xã Cẩm Quý, Cẩm Thủy. Ngày 10 tháng 12, khoảng 18 giờ 10 phút BN đến nhà bạn Mai tại phòng 905 chung cư C5, phường Đông về ăn cơm. Ngày 11 tháng 12, khoảng 8 giờ 30 phút, bệnh nhân đến quán Soli Nêu Học làm móng. Ngày 12 tháng 12, khoảng 7 giờ, BN đi xe Dũng Cường từ bến xe phía Tây về trạm y tế Cẩm Quý, Cẩm Thủy tiêm vaccine. Sau đó đi xe Dũng Cường về thành phố. Bệnh nhân H, TS, PV, giới tính, nữ, nam sinh, 1999. Nhân viên, Thẩm mỹ viện Bắc Mỹ 270 Trường Thi, phường Trường Thi, địa chỉ 03B 22 Lê Niệm, phường Quảng Hưng, đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Yếu tố dịch tễ, làm cùng F0C, TS, TS, ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với ông nội, bà nội, bố, mẹ, chị dâu, cháu. Hàng ngày, bệnh nhân đi xe máy từ 03B 22 Lê Niệm, phường Quảng Hưng đến làm việc tại Thẩm mỹ viện Bắc Mỹ 270 Trường Thi, phường Trường Thi. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng. Ngày 12 tháng 12, khoảng 17 giờ 40 phút ăn cùng F0 Phi TS, L tại bánh tráng cuốn thịt heo Linh Béo, 286 Trường Thi, phường Trường Thi. Bệnh nhân L, TS, A, giới tính, nữ, nam sinh, 1982. Địa chỉ, phố Hồ Thôn, phường Đông Lĩnh, công nhân. Nơi cư trú trước khi về địa phương, số 01-364-134-4 Giải Phóng, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca. Khoảng 6 giờ ngày 11 tháng 12, bệnh nhân cùng dì, lái xe, đi xe ô tô gia đình từ 01-364-134-4 Giải Phóng, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đến khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 12 về đến trạm y tế phường Đông Lĩnh khai báo y tế. Khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 12, bệnh nhân đến nhà ông bà Sinh Ngân, Hồ Thôn, Đông Lĩnh, ăn dỗ. Khoảng 18 giờ, bệnh nhân xuống nhà bố đẻ 11 Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Trạo thăm bố đến khoảng 8 giờ ngày 13 tháng 12. Bệnh nhân tự đi xe máy về nhà riêng tại Hồ Thôn, Đông Lĩnh. Bệnh nhân DVH, giới tính, nam, nam sinh, 1984. Địa chỉ, 8/93 Duy Tân, phường Nam Ngạn, lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương, SN697 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đã tiêm một mũi vaccine AstraZeneca. Khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 12, bệnh nhân đi taxi Grab từ SN697 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay VN1276, số ghế 18A hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 14 giờ. Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân tự lái xe riêng về cách ly tại khách sạn Thiên Ý. Bệnh nhân LCTV, giới tính, nữ, nam sinh, 2018. Địa chỉ, 30 Danh Môn, khu đô thị Euro Window, phường Đông Hải. Nơi cư trú trước khi về địa phương, 74 Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 6 giờ ngày 13 tháng 12, bệnh nhân cùng bà nội được bố chở bằng xe ô tô đi từ 74 Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay QH1174, số ghế 16E hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 10 giờ. Sau khi xuống sân bay, BN và bà nội được ông Bích đón bằng xe riêng về trạm y tế phường Đông Hải khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đông Hải ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân NG, D, Nhi, giới tính, nam, nam sinh, 1983. Địa chỉ, thôn 6, xã Thiệu Vân, lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương, 497/1 AKP Bình Đường, đường 4, phường An Bình, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Verocell. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12, bệnh nhân đi từ 497/1 AKP Bình Dương, đường 4, phường An Bình, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, đi máy bay chuyến QH1172, số ghế 27D hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 15 giờ 40 phút. Sau khi xuống sân bay,
BN đi xe taxi Vĩnh Quang đang truy vết biển số xe và lái xe về trạm y tế xã Thiệu Vân khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Thiệu Vân đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2020. Mốt, bệnh nhân PHI, TS, L, giới tính, nữ, nam sinh, 1999, nhân viên, thẩm mỹ viện Bắc Mỹ 270 Trường Thi, phường Trường Thi, địa chỉ, thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, đã tiêm một mũi vaccine Pfizer, yếu tố dịch tễ, làm cùng F0C, TS, TS, ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ, hai em. Hàng ngày, bệnh nhân đi xe máy từ thôn 9, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn đến làm việc tại thẩm mỹ viện Bắc Mỹ, 270 Trường Thi, phường Trường Thi. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng. Bệnh nhân NG, TS, H, giới tính, nữ, nam sinh, 1999, nhân viên, thẩm mỹ viện Bắc Mỹ 270 Trường Thi, phường Trường Thi, địa chỉ, thôn Đại Thắng, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca, yếu tố dịch tễ, phát hiện qua sàng lọc y tế. Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, chồng, con. Hàng ngày, 7 giờ BN đi xe bus tuyến số 7 đi từ thôn Đại Thắng, xã Lĩnh Toại, Hà Trung đến làm việc tại 270 Trường Thi. Phường Trường Thi đến 17 giờ 30 phút thì bắt xe bus tuyến số 7 về nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa đề nghị những người có liên quan đến các mốc dịch tễ của các ca bệnh nêu trên khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.